sảnh đợi, bẫy bán vé, cổng thu phí tự động, sân ga đều có tàu dừng đổ để đón và trả khách. Tất cả đã sẵn sàng chờ gây đưa vào vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Sáng 26 tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị gọi tắt là EBAUR tổ chức buổi chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1. Đây là đợt chạy thử nghiệm tự động lần đầu tiên trên tuyến metro số 1. Đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình chạy thử nghiệm metro số 1 được thực hiện theo các tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản và châu Âu để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho dự án khi đưa vào khai thác. Chuyến tàu sáng 26 tháng 4 được chạy hoàn toàn theo chế độ tự động. Hôm nay cũng có một cái điều rất là đặc biệt trong cái buổi tiến hành chạy ngày hôm nay là cái việc chạy trên toàn tuyến và quay đầu là diễn ra tự động hoàn toàn 100%, không có lái tàu vận hành. Thì nó là cái việc mà chuẩn bị mô phỏng mà thật ra là chạy thật sự cho cái việc tiến hành khai thác thương mại sắp tới. Tại vì cái việc chạy hôm nay là hoàn toàn là giống với 100% với việc chạy thương mại sắp tới vào tháng 10, dự kiến vào tháng 10. Để có thể tiến hành thử nghiệm chạy tàu ở chế độ tự động thì trước đó các thiết bị đã được thử nghiệm qua các bước như thử nghiệm tại nhà máy, thử nghiệm khi lắp đặt đơn lẻ, thử giao diện giữa các thiết bị với nhau và thử nghiệm tích hợp nhiều hệ thống đồng thời. Việc thử nghiệm chạy tàu ở chế độ tự động nhằm hoàn thiện tích hợp lần cuối các hệ thống như hệ thống tín hiệu, đoàn tàu, cửa chắn kê ga, thông tin, viễn thông. Để thực hiện đợt thử nghiệm tự động này, nhà thầu Hitachi đã huy động 7 đoàn tàu chạy đồng thời từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày, với thời gian giãn cách giữa mỗi chuyến khoảng 10 phút. Tại mỗi ga, các đoàn tàu sẽ dừng 30 giây và hệ thống cửa chắn kê ga sẽ tự mở. Cửa xe đóng. Bà Trần Thị Kim Châu là một trong những hành khách được trải nghiệm chuyến tàu metro thử nghiệm sáng 26 tháng 4. Bà Châu đánh giá cao về chất lượng metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Dạ. Mà bây giờ thấy cái ga ở thành phố Hồ Chí Minh rất là lộng lẫy, dạ, sang trọng, dạ, mát mẻ. Dạ. Đấy, mà sau bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu hèn, bao nhiêu lần lượt hèn, dạ, đúng không? Thế thì bây giờ là hôm nay là rất là cảm động và rất là cảm ơn. Đấy, mà nói thật với chị như thế này, các cụ già rồi nhưng vẫn còn sống. Thành ra các cụ phải tin tưởng để các cụ mới vượt lên đấy nhé. Chứ mà tuổi này mà nói không tin về sự an toàn của nó thì không nên đâu. Đấy. Đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, song song với quá trình thử nghiệm, công tác đào tạo thực hành các nhân viên cũng đang bắt đầu được tiến hành. Sau khi hoàn thành công tác đào tạo thực hành, nhân viên vận hành và bảo trì đảm bảo thành thạo, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn vận hành thử trong thời gian khoảng 2 tháng trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Hiện nay là trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 là đang tập trung cái việc là tiến hành đào tạo thực tế, sử dụng các thiết bị và các đoàn tàu của dự án cho học viên tiến hành đào tạo thực tế trên thiết bị của dự án. Thì trên cơ sở đó là dự kiến là khoảng tháng 7, tháng 8 khi mà học viên đã có đủ cái kiến thức và cái đủ cái số giờ học thực tế thì sẽ phục vụ cho cái việc là vận hành bởi cái công ty trong cái đợt là cái mốc trial run của dự án, tức là vận hành thử nhưng mà do nhân viên của công ty vận hành tiến hành. Trong thời gian tới, nếu kết quả đánh giá an toàn hệ thống suôn sẻ và việc cấp chứng nhận kiểm định an toàn hệ thống diễn ra thuận lợi, công tác phòng cháy chữa cháy đáp ứng được yêu cầu, thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có phương án cho người dân tham gia trải nghiệm miễn phí để hình thành thói quen sử dụng metro. Theo ông Hoàng Mai Tùng, là giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, dự án xây dựng tuyến metro số 1 đã hoàn thành 98%. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà thầu đang hoàn thiện các nội dung sau cùng của dự án trước khi đưa vào khai thác thương mại. Thì hiện nay về phía chủ đầu tư là chúng tôi là đang phối hợp với tất cả các nhà thầu về cái mặt thi công trên công trường, là cũng tiến hành là giống như ta nói là hoàn thành tất cả các hạng mục kiến trúc còn lại, chủ yếu là về dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho cái công tác nghiệm thu. Bên cạnh đó thì về phía các gói thầu về cơ điện cũng như là liên quan đến việc chạy tàu là đang khẩn trương tiến hành các công tác thử nghiệm sau cùng để phục vụ cho cái công tác đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống. Thì hiện nay các công tác thử nghiệm mà đang được tiến hành liên tục để một mặt là đáp ứng đủ cái số giờ chạy tàu theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào vận hành, cũng như là đưa ra những cái kịch bản trong cái việc vận hành để phục vụ cho công tác đánh giá cấp chứng nhận an toàn hệ thống khi chạy tàu. Đồng thời là phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
và phối hợp để là báo cáo với hội đồng kiểm tra nghiệm thu nhà nước và các công trình xây dựng để tiến hành nghiệm thu toàn dự án đưa vào vận hành.